Chú và Luca vừa tới nhá. Je m'appelle Bon. 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 Je m'appelle Bon. Đấy, chú còn hỏi Bông này chưa? Merci Luca. Đấy, chú còn hỏi Bông này chưa? Cháu tên gì? Bông giới thiệu cháu tên Bông xong còn dạy lại là còn nói lại là nó nói cái từ je m'appelle rất là chuẩn. Chú với lại Luca ở xa nhất, này là đến sớm nhất nhá. Mai xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Luca vừa tới thì cùng ông xã Mai giúp Mai làm bàn. Nào, con cho tỏi vào đây trực tiếp này. Giang Huy. Bữa Tết biên tô cho bà tia Taiwan. Em qua bà Taiwan. Mua. Ở Taiwan? Huy. Wow, lơ bách là hả? Cho vào nhưng không có trộn nhá. Chỉ có cho vào. Mấy cái đường anh đi của anh lơ bách. Cô gái cho vào được chú mẹ sẽ thấy cửa sợ về. Sẽ thấy. Bố sẽ lọc sợ và một cửa. Wow. Alors, j'ai dit que ça c'est une boîte que je vais mettre en milieu collection. Không có trộn nhá, khi nào khách ra mới trộn nhá. Anh cháu Mai lần đầu cắt tóc kiểu này. Úi giời, úi giời. Em mẹ chưa cắp sư, chú Cúc cắp lui là. Con cắt format ra để ăn. Nhưng mà chỉ báo lại khi nhà cô nghỉ thôi. Nhà cô lại
Đây nha, món đầu tiên là mọi người sẽ ăn lapeti chip nha. Lapeti chip là ăn món format của Giang Huy với Luca cầm tới này. Đó, mời mời cô chú anh chị các bạn. Không, cái đấy là cái món khai vị. Đây bây giờ con cho cô xin thêm cái salad nữa, con hiểu không? Mình phải trộn xong rồi nó ngót xuống ấy thì mình mới cho thêm vào. Nếu mà con cho nhiều quá trộn nó không được rồi nó sẽ vãi ra ngoài, hiểu không? Thế là rút kinh nghiệm lần sau là con sẽ cho đầy lên đấy. Bây giờ con có thể cho vào cô để không ấy được tiếp. Ok, đây là món khai vị của Mai nhá. Bây giờ sẽ mang ra bàn cô lệ. Cô mẹ em này có khách lại không tới được, mà Mai lại không có điện lại vì 4 ngày thông Mai làm việc á. Mai bận đó, Mai không có ra video luôn á. Mai chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn sau. Ok, cho Mai Mai mời cô chú anh chị các bạn ra bàn ăn cơm gia đình Mai. Bông con bê em bé con bê gì ra bàn đi con. Em bé, con mang salad vậy, con mang cá hồi ra bàn. Chị con Mai nhìn sô cô la, đang đắm chìm trong sô cô la. Mì xúc kem.
Thì nó sẽ mở đúng không? Nhưng mà khi để nó nguội lại thì làm sao? Đúng rồi, nó sẽ nó lạnh, giống như nó sẽ lạnh ấy. Mấy củ khoai tây thì nó sẽ cứng lại chứ nó không có giống như là củ khoai lang. Củ lang nó vẫn mềm. Thế nên là khi mà khoai tây làm khô ghê đấy, một là con cho ra cái này, con phim lại. Con phim lại xong khi nào ăn thì con cho vào mi không con quay. Hai là con cho vào bếp con vun thật từ từ để nó không có cháy kịp rồi. Thật từ từ. Đó, bây giờ là món chính ra bán nhé. Món chính thì hôm nay Mai có làm một con gà hơn 2 cân. Ở bên này thêm một cái ức gà nữa vì sợ thiếu đó. Thêm hai cái, một cái đang giấu ở trong bụng con gà. Thêm một ít cơm. Đó. Một ít cơm để cho nó không bị khô đó con. Và đây là rau nhá. Rau Mai xào thập cẩm để ăn kèm. Và đây là món phu ghê. Là món nó khoai tây nghiền. Bông nói sao có lỗi ít cơm như thế mà cơm hiện tại là có cho có 2-3 người ăn nhá. Chị này chỉ sợ thiếu cơm thôi. Ê mẹ, có gian hộ mẹ. Ok, Mai mời cô chú anh chị các bạn ra bàn ăn cơm gia đình Mai. Rất thích đi ăn nhà hàng mà mọi người cắt gà trước mặt khách ở trên này này. Voilà monsieur, vous voulez quel morceau? Il est tout, un peu tout. Un peu tout. Tu veux mettre dans toute l'assiette? Tu veux le poulet dans l'assiette, carrément? Oui, du bon, oui, merci. C'est trop un gros sac pour ça. Ça fait pas beaucoup. C'est des gros sacs pour ça. Ça fait beaucoup. Au détail, t'as la petite carte. Je vais prendre le morceau de détail. Bien, merci. Oui, non, ouais, franchement, tiens, allez, maman, là. Ellie, tu veux le filet? Je vais me servir, t'inquiète pas. Pardon, non, Dieu. Vas-y, mais tu comprends bien, vas-y. Je vais me servir. Ah, moi, c'est tout là, mais. Et elle, c'est tout, donc, bon, elle, tu viens de. Tu veux pleurer? Chị bông lấy pleurer cho lui. Oui. Con sao mà kiên tận, chị bông lấy ăn ấy. Con sao mà kiên tận, chị bông lấy ăn. Oui, t'as pleuré. Elle a juste bien. Coucou. Là, il y a des gens qui ont fait ça. Merci, merci. 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 Bon, on a non, je n'ai pas le droit, moi, c'est ça. Ah, non, non, t'as une bonne chose, t'es bien. T'as une bonne chose, t'es bien. Và cứ cháy là không cứng được. Đi vơi lúc ra. Merci, maman.
Ok, bây giờ chú mới lại Luca ra về, cho Mai xin dừng video ở đây. À, nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thì cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. À, xong đi và tên là Super. Bye bye. Bye bye. Oh, maman. Oh, ma petite vieille. Oui, je suis partie. T'es vieille à côté, la petite, là. Hein? Viens à moi. Oui, elle est enceinte de 1 mois. Bon allez. Non, elle part à Taïwan, 1 mois. Elle part à Taïwan. Lui qui ne veut plus. Lui qui ne veut plus. Pourquoi faire à Taïwan? Ça va être la Chine bientôt. Ça va être la Chine, Taïwan. Mais elle a une sœur qui est mariée à Taïwan. Oui. Elle habite à Taïwan avec un enfant. Il y a la grande sœur de mec qui a été travailler. Bonjour, allez. C'est très grave. Au revoir aux enfants.